chào tất cả các bà con. Ngọc Huyền đang đi đâu đây? Ngọc Huyền à không, không phải Ngọc Huyền nữa, mà đây là cô mua sầu riêng đi lại gặp ông sầu ở tại Mỹ nha. Đúng không? Dạ con đi, con đi, con tới rồi. Con chào ông Bảy, con chào cô Thủy, con chào bác Hương, con chào cô Kim, chào hai chị em nhà đi. Bỏ rồi, vừa ăn thôi. Dạ, con nói con đến đây á là con gặp bác Bảy rồi. Dạ, con chỉ gặp bác Dung thôi, nhưng mà con muốn đến đây là con gặp ông sầu, đúng không? Đó là trời con ơi, gặp ông sầu đi rồi. Ủa, ông sầu đi đâu? Chờ hai chồng rồi, đi chơi rồi. Dạ. Đi tha ghế, đi chơi. Con đi chơi thôi, tại vì lát nó hẹn về mẹ lấy xăng với lại ra xà bông xong rồi tới. Ủa, ở đây nó không có hả? Có mà tôi có. À, rồi. Mẹ lấy đồ mới ở nhà mình đem lên. Thì ra tha ghế mua bộ. Không, mẹ không có muốn mua, mua mất công. Ta để ta mua dầu tắm, dầu gội đầu, cho mấy cha mà cả đã không cho. Dạ. À mua thì cũng không có tốt. Dạ đúng là mình nói là mình đi mua cũng không có tốt, mà nên là mình lấy đổi nhà sầu, xong rồi về thì xong mình giặt nữa. Dạ. Dạ. Dạ thôi bây giờ không gặp ông sầu mà gặp là phu nhân của ông sầu được rồi. Dạ là cô cố hôm nay đi coi mắt ông sầu. Để cho gia đình chúng tôi ăn uống tâm sự một chút nữa thì cô mua sẽ gặp ông sầu, thế nào cũng gặp ha. Dạ chào quý bà con theo dõi nhé. Dạ ông sầu về rồi, cô mua đi kiếm ông sầu đây, con chào chú của con sầu. Đó, sầu riêng nay con nhìn trời nè. Quay cho chị ôm ông sầu của chị coi. Bên dân quay về đúng không? Ủa quay về đúng không vậy? Ủa? Quay ngược hả? Quay ngược hả? Quay về hả? Trời ơi, bà kêu tôi quay. Đây ông sầu đã gặp cô mua. À, bộ phim Sầu Riêng thứ 6 ngày mai sẽ phát hành 20 giờ trên kênh YouTube của nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Ở đây là miền Nam Cali nha cả nhà. Dạ, cái này là cô mua với ông sầu là mối tình của bên Việt Nam và vừa qua tới Mỹ mới được hẹn hò. Nhưng mà cô mua nhìn kỹ bên cạnh ai đây nè, sầu đâu nè, phu quân của cô mua, phu quân của cô mua. Vậy là của người ta hả? Đi đâu để chắc chị quá. Đi đâu chơi rồi. Dạ. Đi đâu em hỏi cái sân thượng ngoài. Con đi chụp hình. Nghe rồi. Ủa giờ con rồi hả? Chúc mừng. Giờ con hả? Hai ông, hai nãy ôm mọi người chưa ôm chị? Đây. Hai anh chị Sáu từ Việt Nam sang. Ủa chị Sáu có coi phim Sầu Riêng chưa? Có rồi. Rồi để má Bảy, ôm má Bảy nè. Hà Nam với Hà Tiên thăm con. Hà Tiên đi học về nhức đầu quá, mai sáng mai 7 giờ dậy đi thi sớm. Hà Nam thì một đống bài còn đang làm. Nhà tiền chế mua bộ hôm á. Nó phải tốt. Ba đây nghệ sĩ mà đỡ mua bộ hôm nhiều lắm. Dạ.
Nãy chú Quốc chở vô nhà cô Phượng Liên, cô Tứ Nguyễn chạy vòng vòng cho biết. Mẹ của cô mua, mẹ thiệt. Còn mẹ trong phim Sầu Riêng là mẹ Kiều Mai Lý, là mẹ trong phim Sầu Riêng. Còn này là mẹ thiệt. Mẹ kia là không thiệt. Mẹ kia là mẹ trong phim thôi. Không vô không? Đi đâu con? Dạ, đi vòng chơi à. À, chạy vòng vòng chơi thế hả? Chạy vòng cho biết cái mô bộ hôm nó ra làm sao. Ở cái chiều ngày mai gia đình mình đi đâu chơi? Ở đâu chơi ạ? Vòng vòng đi thôi, vòng vòng đây à. Ngày mai ở đây. Mốt mới lên thì ngày mai, phút nào ngày mai chơi chương trình cô là mốt ra đây mình đi ăn sáng, uống cà phê. Dạ. Rồi qua nhà Nga chơi, xong rồi đi Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ xong rồi đi đâu đi là 5 giờ chiều phải về nhà nấu cơm nhà ăn chiều. Ủa ngày mai còn ủa anh mình đi đi sao khốt rồi bữa nào? Mai con đi. Dạ mai con bay Canada. Sáng mai con bay Canada. Canada. Chứ không có đi lắm mẹ. Đi có đi chứ gì. Dạ không. Đi qua đi du lịch Má Nguyễn rồi con gọi cho Má Nguyễn rồi rồi sáng này. Dạ. Đi có đi không? Có chứ mẹ con đi chứ mẹ con với cô Kim. Phải đi với vợ Kim nữa. À má sáu mình về chưa ta? Vậy rồi. Má sáu mai về nè. Ồ, giờ không biết ngày mai sao đi nổi. Bắt anh đi trước. Bây giờ bắt anh đi trước đi hả? Dạ. Thôi vậy là cả đại gia đình ta gặp nhau dễ rồi. Chỉ mình con đơn mẹ bay Canada không? Hả? Em tối tháng 7, tối tháng 7 đi. Không, Dung với lại má rồi, không có đi. Không, không có. Là tháng đi, để đi. Thôi, để đi. Thích gì đâu mà cần. Tại em thôi. Dạ không, được rồi, trời ơi. Đâu có gì đâu, trời ơi. Nó lo, chợ qua đây. Để cho con phục vụ. Dạ. Ủa là Vũ có Vũ đi theo không? Vũ có muốn đi đi Vũ có đi coi đồ Halloween với chị Loan không? Đi không, đi không. Sáu đi không? Sáu đi coi đồ Halloween không? Đi coi đồ Halloween. Em đi luôn đi, ra liếm, đi luôn đi liếm. Đi liếm luôn đi. Đồ mà quá trang. Đi cho biết. Sáu đi như sáu. Đi lên nhà cho má lên để tắm rửa cho má. Hả? Có cái phòng mà thôi buồn má ở đi không có được. Đó, đây là công việc của đại gia đình. Và bây giờ thì Lan và Bảo Lộc sẽ đưa mọi người đi đi mua đồ supply mua đồ để chuẩn bị Halloween. Ủa nhưng mà má với lại anh sáu với má bảy hơi uổng nha. Ăn Halloween bên đâu không quay ba mươi đây ở đây hả má hẹn rồi 31 đây mà đi suốt hôm tân biết đi chơi Halloween. Ồ đi Halloween đó yeah. Dạ là về nhà của cô ở hôm tân biết đó về nhà của cô chơi Halloween. Không có nhà đi dạy, nó chơi thôi chứ học thì nhà cô không chơi. Đi chơi. Năm nay con cũng không được đi chơi Halloween, con phải bay, con ngồi, con Halloween trên máy bay. Hơi buồn tí. Dạ, má buồn quá. Nhưng mà tại cái mắt buồn con phải tìm con một tí để ngồi bên chị rồi. Gì anh? Dạ. Má về đi tới buổi tây. Buổi tây của con đúng không? Đó. Dạ, kính bà con. Rồi, một cái hình rất là ngắn gọn. Đúng rồi. Để cho quý bà con nhớ là chơi Halloween hả? Gia đình mình sinh hoạt ở tại Mỹ là có dự định cho bọn quốc rồi thôi có thể từ ở Nam Sang đến từ Việt Nam từ Việt Nam sang anh chị sáu của con trai Lê Ngọc Quyền để đến để cho anh chị bắt đầu rồi từ đây đó sẽ bây giờ là trở về Cali thì gia đình đi đâu cả nhà đi đông cho nên là phải quyết định về nhà là Hà Nội có đem đồ bơi Airbnb để ở ở một phòng hai phòng thôi.
thôi. Bữa nay là tới 7 phòng cho nó thoải mái. Vâng, và xin hẹn gặp lại tất cả quý bà con rồi. Ông Sầu và cô đã gặp mặt bye nhau tại lễ mất tặng. Xin hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe bà con. Vô luôn, vô luôn. Vô luôn. Ông nhìn máy này chụp là cuối này. Rồi, 1, 2. Máy này vô máy nè. Quá trời luôn. Trời ơi, dữ vậy. Được không? Kiểm tra sản phẩm thôi. Biết được không nha. Đầy đủ không thiếu một mặt nào. Kính mời quý bà con xem phim Sầu Riêng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần từ ngày 20 tây tháng 9 năm 2024 trên kênh YouTube nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Đây là bộ phim web drama đầu tiên của Ngọc Huyền, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con dành tặng cho phim Sầu Riêng. Ngọc Huyền trân trọng kính mời. Sầu Riêng.